Thưa quý vị, hiệu quả kinh doanh của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông hiện đang được dư luận quan tâm khi mới đây, đơn vị khai thác tuyến đường sắt này bất ngờ báo lãi gần 97 tỷ đồng sau thuế trong năm 2022, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 37,8 tỷ đồng. Mới đây, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, đơn vị quản lý và khai thác tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đã công bố báo cáo tài chính năm 2022 với lợi nhuận đạt gần 97 tỷ đồng. Báo cáo cho thấy trong năm 2022, Hà Nội Metro đạt tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 483 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần so với năm 2021, chi hơn 68 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động bán vé đạt hơn 65 tỷ đồng, tăng khoảng 13 lần so với năm 2021 hơn 5 tỷ đồng. Doanh thu trợ giá cũng tăng mạnh với con số 417 tỷ đồng trong năm 2022, tăng hơn 6 lần so với 2021 là 63 tỷ đồng. Theo báo cáo, kết quả kinh doanh trong năm 2022 của Hà Nội Metro trái ngược hẳn với kết quả kinh doanh bết bát của đơn vị này trong năm 2021 với khoản lỗ hơn 37 tỷ đồng tuy nhiên báo cáo cụ thể về tình hình khai thác và kinh doanh tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông đã có lãi hay chưa thì đơn vị này không công bố Đi vào vận hành từ cuối năm 2021, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, tuyến 2A dài 13 km có tổng mức đầu tư ban đầu vào năm 2008 là 8.769 tỷ đồng, tương đương 552,8 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2016, tổng vốn đầu tư tăng lên 18.000 tỷ đồng, khoảng 868 triệu đô la Mỹ. Dự án sử dụng vốn vay của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước và là tổ hợp đường sắt đô thị đầu tiên tại Hà Nội. Hà Nội Metro là đơn vị quản lý đoàn tàu chạy tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông và doanh nghiệp này chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2015 do nhà nước nắm giữ 100% vốn. Trước đó, báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của doanh nghiệp này cho thấy doanh thu đạt hơn 5,3 tỷ đồng từ bán vé đường sắt Cát Linh Hà Đông. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ cho tuyến sắt Cát Linh – Hà Đông là hơn 58,94 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nhân công chiếm 43,7 tỷ đồng, khiến cho lỗ gộp của doanh nghiệp này là 53,6 tỷ đồng. Điều này cũng có nghĩa tiền bán vé mà doanh nghiệp thu được không đủ để trả lương cho nhân viên vận hành tuyến đường sắt.